mà cái con búp bê đây đúng không? Tớ bảo ba mẹ tớ mua luôn. Các bạn lớp khác cũng mua rồi đấy. Ui, tóc dài thế. Wow, mà sao tóc thơm đấy, thơm như mùi kẹo bông gòn luôn. Tớ làm một con búp bê nhưng mà nó không được đẹp như thật, nên là lúc cậu mang con này đến tớ không dám khoe với cậu. Tớ làm cho cậu đấy. Tớ cảm ơn. Bà làm hết chỗ này chưa? Tớ làm hết rồi. Thế là tôi đang làm đây bởi vì chưa làm xong. Trời ơi, hai bà. Sắt cá mình người ta đang học bài. Cái gì vậy? Ông kiếm được cái này ở đâu ấy? Tôi chả hiểu tại sao mà lớp ôi mình đứa con gái nào cũng thích cái mấy cái con búp bê xấu xí này. Đẹp như thế này mà ông bảo thế thì khác gì bọn ông. Bọn ông suốt ngày bóng, hết bóng nọ đến bóng kia, mỗi thằng một quả đêm sao nó áo phải tranh nhau. Ôi, đẹp nhờ. Chả hiểu tại sao tôi nhặt ở ngoài kia đấy. Yeah. Ôi, mình mà có con búp bê này thì thích nhờ. Đẹp lắm, chắc là đắt tiền lắm đấy. Tan học rồi, cứ đi về đi bà đi. Về đi. Tạm biệt nhá. Tạm biệt. Sushi đến mà nhìn thấy con này chắc chắn là Sushi sẽ bất ngờ cực kỳ luôn. Sushi hôm qua thấy cũng có vẻ thích con này lắm. Khi Vinh mèo đưa cái tò đấy ra, công nhận toàn con đẹp nữa. Sushi, các bạn ngồi đây. Ngồi đây, tôi có cái này cho bà xem đấy. Tôi có cái này cho bà xem nhé. Cái gì đấy? Đàn ta. Cái gì vậy? Ui, cái này là cái gì đấy mà? Đấy, cái tờ mà hôm qua Vinh mèo cho bọn mình đấy. À, cái tờ mà cái con búp bê đây đúng không? Tớ bảo ba mẹ tớ mua luôn. Các bạn lớp khác cũng mua rồi đấy. Ui, tóc dài thế. Wow, mà sao tóc thơm đấy, thơm như mùi kẹo bông gòn luôn. Thơm thật luôn đấy. Uầy, thích nhờ, cậu nhìn này. Đây này, trong này còn có một thứ nhá. Đây này, đây là cái cài cho búp bê đây này, nó như này này. À, ui xinh thế. À, này, cậu một cái, tớ một cái. Ôi, tớ cài luôn nhá. Cậu cài cho tớ đi, tớ cài cho cậu. Để tớ cài cho cậu. Rồi, cậu ơi, nào, đẹp đi, xinh quá. Cậu, xinh thế. Cậu để tớ cài cho cậu. Wow, tóc dài miên man luôn nhỉ. Lại thế. Đấy, đúng rồi, xinh nhỉ. Đấy, xinh quá đi mất thôi. Ui, họ làm cái dáng người đẹp mà tóc thì tớ không hiểu là nếu mà bọn mình có cái mái tóc như này thì bọn mình đi kiểu gì nhỉ. Tớ bạn này, phải lấy cậu có cái gì cậu cho làm xem á. Thôi, tớ chẳng có cái gì đâu. Để lên nhanh lên. Ôi, tôi không có gì mà. Nói vậy. Thực ra là cái này hôm qua tớ thấy cậu thích cái bạn búp bê này quá, thế là về nhà tớ cũng mày mò những cái kẹo của nhà tớ làm một con búp bê nhưng mà nó không được đẹp như thật, nên là lúc cậu mang con này đến tớ không dám khoe với cậu. Tớ làm cho cậu đấy. Tớ cảm ơn. Ồ, con này còn ăn được rồi. Này này, tớ cho cậu đấy. Ơi, thật á? Bọn mình chơi chung nhá. Tớ về nhà có mấy cái kẹo này tớ làm luôn. Cậu nhìn không? Tóc cũng dài và giống đúng không? Giống nhỉ? Giống luôn đúng không? Trời ơi, cậu ăn nó luôn à? Trời ơi, cậu lại ăn cái chai cả nó. À, cậu nhìn xem, so không? Giống nhau nhỉ? Cái này nó phải dài hơn. Nhưng mà cái này chỉ để chơi thôi. Cái này chơi dài đúng rồi đấy. Ngon nhỉ? Đấy, cậu nhìn không? Tóc cũng giống đúng không? Giống chưa? Ba sợ to ơi là to luôn. Trời ơi, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Thế là em đã bị Sushi phá lắm mất rồi. Cắm bằng tăm ấy. Bây giờ chỉ còn mỗi mái tóc thôi. Làm gì đấy? Vậy là em đã bị Sushi ăn mất rồi. Ngồi đứng một cái vậy. Ngon nhỉ? Ngon quá thôi. Thầy giáo vào lớp rồi kìa. Chúng mình cất đi. Ôi, thầy giáo nóng đấy. Để đây trước ra chơi nhé. Cất đi thôi. Nhanh lên. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.